Hải Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh News 24 giờ. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất có trong ngày. Ngay bây giờ các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Sau 5 năm ra mắt, các cô gái Blackpink thay đổi ra sao? Lý do BTS được Knet khen ngợi hết lời ngay khi vừa trở lại với tập mới nhất của show Run BTS. Góc năng suất, BTS phát hành album tiếng Nhật với 23 bài hát. Boy group khiến Knet xót xa khi nhiều lần bị chỉ trích với một lý do không thể tin được, cố gắng quá nhiều khi trình diễn trên sân khấu. Và sau đây là nội dung chi tiết. Sau 5 năm ra mắt, các cô gái Blackpink thay đổi ra sao? Những ngày vừa qua, các fan của Blackpink đang đứng ngồi không yên với màn thả thính cho dự án kỷ niệm 5 năm ngày nhóm ra mắt. Người hâm mộ vẫn đang háo hức cùng chờ đợi những điều đặc biệt mà bốn cô gái này sẽ mang đến, đồng hành cùng nhau và trở thành một nhóm nhạc nữ hàng đầu. Các thành viên của Blackpink phải nỗ lực và thay đổi bản thân rất nhiều về ngoại hình lẫn chuyên môn. Cùng xem lại những sự thay đổi ngoạn mục theo thời gian của bốn cô gái trong 5 năm qua nhé! Jennie ngày càng khí chất và sang trọng. Jennie là cái tên tạo ra nhiều tiếng vang cho Blackpink, sở hữu khuôn mặt đáng yêu nhưng Jennie luôn rất xuất sắc khi hóa thân thành một cô nàng girl crush chính hiệu. Từ ngày mới debut, Jennie vốn đã có một thần thái tự tin hơn hẳn. 5 năm trước, Jennie là một cô gái luôn tràn đầy sắc màu, luôn xuất hiện với những hình ảnh năng động và cá tính. 5 năm sau, sự tự tin vẫn luôn hiện diện trên khuôn mặt của Jennie, nhưng thần thái của cô nàng trở nên sang trọng và sành điệu hơn rất nhiều. Cô nàng Jennie ngày nào đã là một nữ idol đình đám hàng đầu K-pop, được ngưỡng mộ với vẻ ngoài sang chảnh và gu thời trang cực chất. Ngoài âm nhạc, Jennie còn thành công vượt bậc ở cả mảng thời trang. Lisa, từ cô gái bị phân biệt chủng tộc đến em gái quốc tế. Vốn là người Thái Lan, ngay từ những ngày đầu debut, Lisa đã phải đối mặt với vô vàn sự phân biệt chủng tộc ác ý. Để chứng minh thực lực của mình, cô gái đã phải nỗ lực rất nhiều, cố gắng gấp trăm lần một idol bình thường. Thời gian trong ngày của cô hầu hết đều ở phòng tập. Thời gian trôi qua, Lisa thể hiện vũ đạo xuất sắc không ai sánh bằng của mình, được ví là cỗ máy nhảy của thế hệ K-pop Gen 3. Về ngoại hình, Lisa ngày càng chứng tỏ được visual như búp bê của cô nàng. Cùng với thành công của Blackpink, Lisa hôm nay đã trở thành ngôi sao toàn cầu, còn phổ biến rộng rãi ở cả thị trường Trung Quốc. 5 năm trôi qua, Lisa là một nữ idol sở hữu thần thái ngút ngàn. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu đều khiến sân khấu bùng nổ và bao người mê đắm. Rosé từ visual bị chê mờ nhạt đến ngày càng kiêu sa. Khi mới debut, Rosé gây ấn tượng với ngoại hình mình hạc xương mai và với mái tóc dài mượt mà các fan so sánh với công chúa Disney. Thế nhưng những ngày đầu debut, cô nàng bị netizen Hàn chê là kém sắc, đặt ra nhiều nghi vấn về giọng hát. 5 năm sau, Rosé đã chứng tỏ được sức hút không phải dạng vừa của mình, cho công chúng thấy được cô nàng xứng đáng ở vị trí main vocal của Blackpink. Mỗi một ca khúc được phát hành, cô nàng đều cho thấy kỹ thuật và chất giọng đặc trưng của mình. Bên cạnh đó, Rosé cũng chứng minh visual ngày càng thăng hạng vượt bậc qua từng dự án. Thân hình mảnh khảnh là lợi thế giúp Rosé có được phong thái đậm chất kiêu sa và tiểu thư. Jisoo bị chê bai tài năng đến danh hiệu nữ thần K-pop. Khi mới debut, Jisoo đã gây được ấn tượng mạnh về một vẻ ngoài xinh xắn khiến ai cũng phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều năm trôi qua, nhan sắc của chị cả Blackpink ngày càng thăng hạng vượt bậc. Cô nàng khẳng định được vị trí visual đỉnh cao của mình qua mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Đồng thời, thể hiện thần thái ngút ngàn trong từng dự án về thời trang. Lúc mới debut, Jisoo từng bị chê bai bất tài, tài năng yếu kém. Gạt bỏ những lời chỉ trích đó, Jisoo đã phải chăm chỉ khổ luyện và cải thiện rõ rệt. Trong các phần hát live của mình, chị cả Blackpink luôn khiến fan si mê. Trải qua 5 năm, Jisoo hiện tại đã là một nữ thần K-pop, được hàng loạt các nhãn hàng thời trang trong nước lẫn quốc tế săn đón. Đặc biệt, cô nàng còn tham gia diễn xuất với vai trò nữ chính trong một dự án sắp tới. Không còn là hình tượng bốn cô gái non nớt trẻ trung ngày nào nữa, Blackpink giờ đã trưởng thành và sang trọng hơn hẳn, khẳng định được khí chất và vị thế tại làng giải trí K-pop đạt đến tầm cao mới. Lý do BTS được Knet khen ngợi hết lời ngay từ khi vừa trở lại với tập mới của show Run BTS. Gần đây, Run BTS 2021 đã có một thời gian tạm nghỉ 1 tháng, trong khi nhóm trở lại với single Butter.
Vào hôm qua 15 tháng 6, Run BTS 2021 đã trở lại với tập phát sóng mới nhất. Và ngay khi vừa comeback thì tập 142 của show đã thành chủ đề hot trên diễn đàn mạng với content được Knet khen ngợi hết lời. Trong tập mới nhất này, 7 thành viên tiếp tục chào đón sự trở lại của khách mời đặc biệt là bếp trưởng nổi tiếng Baek Jong-won. Trước đây, bếp trưởng Baek Jong-won từng đồng hành cùng nhóm trong tập 125 với thử thách làm món ăn từ thịt đóng hộp của Hàn Quốc. Còn lần này, họ chia làm hai đội để cùng nhau nấu những món kim chi truyền thống. Hai món kim chi mà bếp trưởng Baek hướng dẫn cho từng thành viên làm bao gồm kim chi muối sổi và kim chi hành lá. Bên cạnh đó, họ cũng làm những món ăn truyền thống khác của Hàn Quốc là mì tương đen và sujepi. Không chỉ đơn thuần là cùng nhau học làm kim chi, bếp trưởng Baek và BTS còn muốn hướng dẫn và chia sẻ công thức kim chi Hàn Quốc đến với những fan quốc tế đang xem Run BTS. Tuy nhiên, đây không phải là một show dạy nấu ăn khô khan, mà ngược lại còn rất hài hước và thú vị bởi sự tương tác tự nhiên và gần gũi của cả 7 thành viên. Trên diễn đàn mạng Hàn Quốc, một bài viết liên quan lọt vào top chủ đề hot với tiêu đề "Sau Hanbok thì BTS đang tiếp tục quảng bá kim chi". Nhiều netizen Hàn khen ngợi BTS vì không chỉ đơn thuần làm show giải trí mà còn tận dụng content để quảng bá truyền thống nước nhà đến với bạn bè quốc tế. Mặt khác, nhiều người cũng cho rằng tập phát sóng này cũng như lời khẳng định của BTS rằng văn hóa kim chi là thuộc về Hàn Quốc trước những tranh cãi gần đây có liên quan đến việc món ăn này bị nước khác chiếm dụng. Lý do là bởi trước đây, Run BTS cũng từng có tập làm món kim chi, nhưng content này được lặp lại, chứng tỏ BTS đã tận dụng sức nóng của mình một cách khéo léo và thông minh. Góc năng suất, BTS phát hành album tiếng Nhật với 23 bài hát. Cách đây không lâu, BTS thông báo sẽ phát hành CD mới cho ca khúc Butter, sản phẩm âm nhạc gây bão thị trường âm nhạc. Chưa dừng lại, người hâm mộ lại một phen hú hồn khi nhóm phát hành album tiếng Nhật BTS The Best. Album này tổng hợp các ca khúc tiếng Nhật trong sự nghiệp của mình. Theo đó, BTS The Best sẽ bao gồm ca khúc Film Out được ra mắt ngày 1 tháng 4. Album còn tổng hợp 23 ca khúc tiếng Nhật được nhóm phát hành trong suốt 4 năm. Được biết, album này hiện đã vượt mốc 1,1 triệu bản phát hành trong ngày đầu ra mắt. Ca khúc Film Out cũng chiếm ngôi vị đầu bảng xếp hạng Oricon Weekly Streaming của Nhật. Boy group khiến Knet xót xa khi nhiều lần bị chỉ trích với một lý do không thể tin được, cố gắng quá nhiều khi trình diễn trên sân khấu. Không phải tự nhiên mà nhiều người cho rằng thần tượng K-pop là một nghề vô cùng khó khăn và gian khổ, bởi các idol không chỉ đối mặt với sự soi mói liên tục từ khán giả, mà còn thường xuyên phải chịu đựng những chỉ trích, ghét bỏ vô vàn lý do khác nhau. Có những lý do chỉ trích rất đúng, nhưng cũng có lý do vô lý đến mức ngay cả những người không phải fan cũng phải xót xa thay cho idol bị mỉa mai. Và một trong những ví dụ điển hình đó chính là những gì xảy ra với ATEEZ. Khi Kingdom vừa lên sóng, Mnet, một thành viên của ATEEZ là Choi San đã nhanh chóng thành tâm điểm tranh cãi khi một số người cho rằng biểu cảm trên sân khấu của anh là quá lố. Vụ việc này có thể chỉ dừng lại ở những tranh luận trái chiều nếu một bộ phận cư dân mạng Hàn Quốc không đẩy nó đi quá xa bằng cách chỉ trích Choi San bằng những lời lẽ gay gắt đi quá giới hạn. Trên thực tế, Choi San nói riêng và ATEEZ nói chung được biết đến như những thần tượng lúc nào cũng làm việc rất chăm chỉ cho mỗi màn trình diễn của mình. Trong một lần nọ, Choi San thậm chí còn bị chảy máu mũi khi chỉ dùng tay lau ngay tại chỗ ngồi rồi vẫn tiếp tục lên sân khấu như không hề có gì xảy ra. Bên cạnh đó, ngay cả màn trình diễn đã rất vất vả, anh vẫn không quên lau sạch chỗ mà mình dùng chân đạp lên lưng vũ công. Trong một chuyến lưu diễn nước ngoài, thành viên Yao Sang đã bị chật khớp xương ngón giữa, nhưng anh vẫn quyết định tự mình nắn xương và tiếp tục biểu diễn. Họ luôn làm việc chăm chỉ đến mức thường xuyên làm gãy mic khi biểu diễn. Trong khi đó, ngay cả những nhân viên làm việc part-time tham gia hỗ trợ tại franchise của ATEEZ cũng dành những lời chúc và lời khen ngợi tốt đẹp để nói về nhân cách của họ. Với tất cả những câu chuyện kể trên, netizen Hàn và người hâm mộ không khỏi xót xa khi nhìn thấy ATEEZ nhiều lần bị chỉ trích vô căn cứ khi mà họ đã nỗ lực quá nhiều khi đứng trên sân khấu. Nhiều người cho rằng có lẽ vì ATEEZ trước nay chưa từng gây ra bất kỳ tranh cãi hay scandal nào, thế nên những người ghét bỏ nhóm đã vịn vào bất kỳ lý do nào để có thể đem ra chỉ trích nhóm. Tin tức vừa rồi là thông tin vừa được tổng hợp trong ngày của Knew 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn hay chia sẻ cảm nhận ở bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.